Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong ngày hôm nay, thời tiết tại khu vực Bắc Bộ vẫn chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh, nên trời còn nhiều mây và có sương mù vào sáng sớm. Bên cạnh đó, mưa còn xuất hiện ở vài nơi. Tuy nhiên, càng về trưa, mây mỏng hơn, trời đôi lúc hứng nắng khiến cho nền nhiệt độ ban trưa tăng lên đôi chút so với ngày hôm qua, nhưng vẫn duy trì ở mức thấp với nhiệt độ cao nhất trong ngày cũng chỉ sắp xỉ khoảng 20 độ. Chỉ riêng ở các tỉnh Điện Biên và Lai Châu là nhiệt độ có cao hơn, phổ biến từ 23 đến 25 độ. Còn đối với các tỉnh miền Trung, không khí lạnh đã gây mưa cho khắp khu vực Bắc và Trung Trung Bộ, nền nhiệt cũng giảm dần và giảm mạnh nhất ở khu vực Bắc Trung Bộ. Tại khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn là những khu vực có nền nhiệt cao nhất cả nước, với trời phổ biến ít mưa và có nắng cả ngày, nên thời tiết khá thuận lợi cho sinh hoạt, giao thông cũng như sức khỏe của người dân trong khu vực. Về tình hình cơn bão Bofa, vào trưa ngày hôm nay, thì cơn bão này đã vượt qua phía bắc của đảo Palawan, Philippines, đi vào khu vực phía đông nam của Biển Đông và trở thành cơn bão số 9 hoạt động trên khu vực này. Hiện nay, bão đang di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km, và đến khoảng trưa chiều ngày mai thì vị trí tâm bão chỉ còn cách đảo sông Tử Tây thuộc quần đảo Trường Sa, khoảng 220 km về phía Đông Bắc, với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 13, cấp 14. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển phía đông nam của Biển Đông bao gồm cả vùng biển phía đông của quần đảo Trường Sa có gió mạnh cấp 8 cấp 9 sau tăng lên cấp 10 cấp 11 vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12 cấp 13 giật cấp 14 cấp 15 biển động dữ dội ngoài ra do ảnh hưởng của không khí lạnh ở vịnh bắc bộ vùng biển từ quảng trị cho đến quảng ngãi khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển của quần đảo Hoàng Sa còn gió đông bắc mạnh cấp 6 cấp 7 giật cấp 8 cấp 9 biển động mạnh Dự báo trong 24 giờ tới, khu vực bắc bộ sẽ nằm sâu trong khối không khí lạnh ổn định nên tiết trời phổ biến tạnh giáo. Tuy nhiên nền nhiệt ban đêm vẫn duy trì mức thấp phổ biến dưới 16 độ. Nhìn đến ban ngày trời có nắng, sẽ hưởng nắng nhẹ nên nhiệt độ ban trưa có tăng lên và có thể đạt mức 22 độ khiến tiết trời ấm hơn. Nhưng khi về chiều tối, đêm và sáng sớm trời lại chuyển rét, thậm chí có nơi còn đạt mức rất đậm và rét hại. Tại các tỉnh thành ven biển Trung Bộ, trong ngày mai trời còn nhiều mây và có mưa, tuy nhiên thì diện mưa có xu hướng giảm đi ở các tỉnh phía Bắc do khối không khí lạnh đã ổn định dần, nên nhưng nền nhiệt còn duy trì mức thấp. Tại khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ còn tiếp tục ổn định trong ngày mai, trời phổ biến ít mưa và có nắng cả ngày, với nền nhiệt cao nhất trên toàn khu vực vẫn dao động từ 31 đến 33 độ. Riêng tại Tây Nguyên, tiết trời còn rất nhẹ vào đêm và sáng với nền nhiệt chỉ dao động từ 16 đến 19 độ nhưng càng đến trưa chiều trời còn nắng khiến trên nền nhiệt cũng tăng dần lên mức 28 đến 31 độ. Sau đây là dự báo chi tiết cho các khu vực. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa ở vài nơi, gió nhẹ, trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 21 độ, riêng địa biên Lai Châu là khoảng 23 đến 26 độ và nhiệt độ thấp nhất là khoảng 14 đến 17 độ. Tại khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa ở vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 21 độ và thấp nhất là khoảng 13 đến 16 độ, riêng vùng núi là từ 9 cho đến 11 độ. Tại khu vực Hà Nội và vùng lân cận nhiều mây, có mưa ở vài nơi, gió đông bắc cấp 2 cấp 3 trời z, nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 21 độ và thấp nhất là khoảng 14 đến 17 độ. Xuôi xuống khu vực Bắc Trung Bộ, tại đây trời nhiều mây, phía nam có mưa rải rác, gió tây bắc cấp 2 cấp 3 trời z, với nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 22 độ và nhiệt độ thấp nhất là khoảng 14 đến 17 độ. Khu vực Trung Trung Bộ nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to, gió Đông Bắc cấp 3, phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất là từ 22 đến 25 độ, phía Nam là từ 27 đến 29 độ. Và nhiệt độ thấp nhất là khoảng 18 đến 21 độ, phía Nam là từ 21 đến 24 độ. Khu vực Nam Trung Bộ mây thay đổi, có mưa rào và rông ở vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ và thấp nhất là khoảng 22 đến 25 độ. Vùng cao Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng đêm không mưa, với gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ và thấp nhất là khoảng 16 đến 19 độ. Khu vực Đông Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ và thấp nhất là khoảng 21 đến 24 độ. Khu vực Tây Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng chiều tối và đêm có mưa ở vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ và nhiệt độ thấp nhất là khoảng 22 đến 25 độ. Chuyển sang khu vực Biển Đông, quần đảo Hoàng Sa có mưa ở vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh, nhiệt độ giao động từ 24 đến 30 độ. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và rông ở vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km với gió đông bắc cấp 5, nhiệt độ phổ biến từ 26 đến 31 độ. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết cuối ngày hôm nay. Chúc quý vị có một giấc ngủ ngon. Xin kính chào và hẹn gặp lại!